9 loại thực phẩm tốt nhất cho làn da khỏe mạnh. Bạn không thể ngăn mình khỏi lão hóa, nhưng bạn có thể kiểm soát được quá trình lão hóa cho làn da của bạn. Bạn có thể tự hỏi những loại thực phẩm tốt cho làn da của bạn để giữ cho nó săn chắc và trẻ trung hơn. Tin tốt là nếu bạn cam kết ăn uống lành mạnh hơn, bạn có thể giúp làn da của bạn tươi trẻ. 1. Bơ. Bơ là loại thực vật chứa nhiều chất béo lành mạnh. Những chất béo này có lợi cho nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm cả sức khỏe của làn da. Bổ sung đủ các chất béo này là điều cần thiết để giúp giữ cho da luôn mỡ màng đồng thời giữ ẩm cho da. Bơ cũng là một nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Đây là một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Điều thú vị là vitamin E sẽ phát huy được hết tác dụng khi kết hợp với vitamin C. Vitamin C cũng rất cần thiết cho làn da khỏe mạnh. Da của bạn cần nó để tạo ra collagen. Đây là protein cấu trúc chính giúp làn da săn chắc và khỏe mạnh. 2. Quả óc chó. Quả óc chó có nhiều đặc điểm khiến chúng trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời cho một làn da khỏe mạnh. Chúng là một nguồn cung cấp tốt các axit béo thiết yếu, là chất béo mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được. Trên thực tế, quả óc chó cũng giàu hơn hầu hết các loại hạt khác về cả axit béo omega 3 và omega 6, giúp giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa da. Hơn nữa, quả óc chó chứa các chất dinh dưỡng khác mà làn da của bạn cần để hoạt động bình thường và khỏe mạnh. 3. Hạt hướng dương. Nhìn chung, các loại hạt là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng đồng thời giúp tăng cường sức khỏe làn da. Hạt hướng dương là một ví dụ điển hình tuyệt vời cho nhận định trên. Khoảng 28g hạt hướng dương chứa 49% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày của vitamin E, 41% cho selen, 14% cho kẽm và 5.5g protein. 4. Khoai lang. Beta-carotene là một chất dinh dưỡng được tìm thấy trong thực vật. Nó có chức năng như provitamin A, có nghĩa là nó có thể được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Beta-carotene được tìm thấy trong cam và các loại rau như cà rốt, rau bina và đặc biệt là khoai lang. Các loại carotenoid như beta-carotene trong khoai lang giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh bằng cách hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên. 5. Ớt chuông đỏ hoặc vàng. Giống như khoai lang, ớt chuông là một nguồn cung cấp beta-carotene tuyệt vời mà cơ thể có thể sử dụng để chuyển hóa thành vitamin A. Trung bình, cứ mỗi 150g ớt chuông đỏ băm nhỏ chứa khoảng 156% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày của cơ thể đối với vitamin A. Chúng cũng là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất. Loại vitamin này cần thiết để tạo ra protein collagen, giữ cho làn da săn chắc và khỏe mạnh. 6. Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe làn da, bao gồm kẽm, vitamin A và vitamin C. Bông cải xanh cũng chứa lutein, một loại carotenoid hoạt động giống như beta-carotene. Lutein giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa, có thể khiến da trở nên khô và nhăn. Ngoài ra, bông cải xanh cũng chứa một hợp chất đặc biệt gọi là sulfadin, có thể mang lại một số lợi ích tiềm năng ấn tượng. Nó thậm chí còn có thể có tác dụng chống ung thư, bao gồm cả một số loại ung thư da. Sulfadin cũng là một chất bảo vệ mạnh mẽ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó hoạt động theo hai cách, trung hòa các gốc tự do có hại và kích hoạt các hệ thống bảo vệ khác trong cơ thể của chúng ta. 7. Cà chua. Cà chua cũng là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời và chứa tất cả các carotenoid chính, bao gồm cả lycopene. Beta-carotene, lutein và lycopene đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ làn da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn. Vì cà chua rất giàu carotenoid nên chúng là một thực phẩm tuyệt vời để duy trì làn da khỏe mạnh. Việc kết hợp các loại thực phẩm giàu carotenoid như cà chua với một nguồn chất béo, chẳng hạn như phô mai hoặc dầu ô liu có thể là một sự lựa chọn lý tưởng bởi chất béo có thể làm tăng khả năng hấp thụ carotenoid của cơ thể. 8. Đậu nành. Đậu nành có chứa isoflavone, một loại hợp chất thực vật có thể bắt chước hoạt động của hormone estrogen trong cơ thể. Isoflavone có thể có lợi cho một số bộ phận của cơ thể bao gồm cả làn da. Ở phụ nữ sau mãn kinh, đậu nành cũng có thể cải thiện tình trạng khô da và tăng sinh collagen, giúp giữ cho làn da của bạn mịn màng và chắc khỏe. Isoflavone này không chỉ giúp bảo vệ các tế bào bên trong cơ thể khỏi bị hư hại mà còn có thể ngăn cản sự tiếp xúc của tia cực tím với da, một trong những yếu tố nguy cơ của ung thư da. 9. Trà xanh. Trà xanh có thể giúp bảo vệ làn da khỏi bị hư hại và lão hóa. Các hợp chất mạnh mẽ được tìm thấy trong trà xanh được gọi là catechin có tác dụng cải thiện sức khỏe làn da của bạn theo một số cách.
Giống như một số loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa khác, trà xanh có thể giúp bảo vệ làn da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Mặc dù trà xanh là một lựa chọn tuyệt vời cho làn da khỏe mạnh, nhưng các nhà khoa học khuyến cáo chúng ta nên tránh uống trà với sữa vì có bằng chứng cho thấy sữa có thể làm giảm tác dụng của chất chống oxy hóa trong trà xanh.